Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy để thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 13 và quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Dự tại điểm cầu Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy trực tiếp thông báo về các kết quả chính của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, hội nghị đã họp cho ý kiến về các nội dung gồm báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của hội nghị. Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quán triệt quy định số 144 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Nghị quyết số 39 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận số 704 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, triển khai kế hoạch số 194 ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, thực hiện kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 và chỉ thị số 51 ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phú triển khai nghị quyết số 40 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội triển khai nghị quyết số 41 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kết luận hội nghị,
đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tóm lược lại các nội dung của hội nghị, đồng thời nhấn mạnh các nội dung của hội nghị rất quan trọng đối với từng tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục nghiên cứu cũng như triển khai ngay các nội dung của chỉ thị nghị quyết trong công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Thì ở hội nghị này thì các đồng chí đã nghe giới thiệu nghị quyết và chỉ thị và kế hoạch. Đây là những nội dung hết sức là cần thiết và khó để chúng ta cần phải nghiên cứu hết sức được kỹ lưỡng để tổ chức thực hiện ở địa phương. Kế hoạch 194 và chỉ thị số 51 về sắp xếp đơn vị hành chính, đây là vấn đề khó ở địa phương. Nội dung hết sức là quan trọng trong chỉ thị là yêu cầu chúng ta đến 30 tháng 9 năm 24 là chúng ta phải thực hiện xong nhiệm vụ 23-25, sáp nhập đơn vị hành chính. Do vậy đề nghị các đại biểu hết sức lưu ý và những thời điểm và những cái mốc thời gian để chúng ta thực hiện nghị quyết và thực hiện kế hoạch và chỉ thị của tỉnh. Thứ hai nữa là chúng ta thực hiện quy định 114 và cái nghị quyết 39 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì ở đây là những nội dung liên quan đến việc xếp sắp đội ngũ cán bộ. Thế đối với các sở ngành và các đơn vị liên quan đến quy định và chúng ta thấy vi phạm với 114 thì đề nghị các đơn vị chúng ta nghiên cứu và tổ chức sắp xếp ngay. Nghị quyết 39 đối với chủ tịch và bí thư không phải người địa phương thì đề nghị các đồng chí đã tiếp tục thực hiện. Tiến tới cái lộ trình này chúng ta phải hoàn thành. Có quy định mới là 117 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật ăn sai. Thì đây là đề nghị các đồng chí phải nghiên cứu kỹ lưỡng từ việc chúng ta tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Bây giờ chúng ta phải xử lý đúng đối tượng, đúng con người, đúng sai phạm. Sau đó chúng ta mới thực hiện phục hồi cái quyền lợi của tổ chức cá nhân. Thì đây cũng đề nghị là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng giúp Ban Thường vụ để tiếp tục thực hiện cái hướng dẫn trung ương để chúng ta được hướng dẫn cái quy trình. Đối với chủ trương của tỉnh thì chúng ta muốn là thực hiện cái giảm nghèo. Tỉnh thì phấn đấu là đến 2025 là chúng ta dứt khoát là chỉ còn dưới 0,5% là tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh. Mà tiến tới là bằng không. Tỉnh Hưng Yên phát triển thì chúng ta phải thực hiện cái an sinh xã hội cho nó tốt. Để thực hiện cái đồng hành với cái việc giảm nghèo thì tỉnh có ban hành cái kết luận 704 ấy về chúng ta thực hiện cái hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đây mục đích của chúng ta là gì? Tạo nghề, tạo việc và hỗ trợ cho hộ nghèo để làm sao thoát nghèo bền vững. Là đề nghị các địa phương là tạo điều kiện ủng hộ cho ngân hàng chính sách và các đối tượng để chúng ta là đồng thời là hỗ trợ cho người nghèo để tiếp cận cái nguồn vốn để chúng ta là thoát nghèo một cách bền vững. Nghị quyết 40 ở đây thì chúng ta chỉ có hai vấn đề chúng cần quan tâm. Một là đề nghị các địa phương là thực hiện tốt cái công tác quản lý đất đai ở địa phương. Thứ hai mà đề nghị ở trong nghị quyết này là có sai phạm thì phải xử lý nghiêm. 8 nội dung nghị quyết và chỉ thị kế hoạch thì các đồng chí nghe là rất sâu. Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tự nghiên cứu với đây nội dung rất rộng và chúng ta thực hiện rất dài. Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan đơn vị là tiếp tục tổ chức nghiên cứu và có kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết để thực hiện tại địa phương cơ quan đơn vị mình làm sao đạt kết quả tốt nhất và ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương làm sao chỉ tiêu trong nghị quyết chúng ta phải hoàn thành.